Quả thực là trong những ngày này không khó để bắt gặp cảnh các chàng trai cô gái đi khắp nơi để săn cho bằng được Pokemon. Trò chơi này đã len lỏi mọi ngóc ngách, mọi đường phố hay thậm chí là tại cả các bệnh viện. Mặc dù ngành y tế chưa ghi nhận trường hợp nào bị bệnh do chơi Pokemon, nhưng theo các chuyên gia tâm thần học thì đây cũng là trò chơi online, nên nếu không được kiểm soát cũng có thể gây nghiện như bất cứ trò chơi nào. Bệnh nhân này là một trong những trường hợp bị rối loạn tâm thần, thậm chí ảo giác sau một thời gian dài nghiện chơi game online. Tuy nhiên, người bệnh còn trầm trọng hơn khi không chỉ nghiện game mà anh còn nghiện ma túy đá. Nói chung là tôi chơi thì chỉ muốn kiếm tiền chơi và tôi chẳng mong muốn gì thì đó. Chơi một đứa nào thì nó hết hứng thú rồi thôi. Đã bao giờ thấy hết hứng thú chơi game chưa? Có ạ. Là những lúc như nào? Lúc mà nó không còn tiền ạ. Hoặc là bạn đã bắt đầu sự gọi là lạm dụng hoặc là nghiện game là có rồi. Và như bạn ấy nói thì khi bạn sử dụng hàng đá thì bạn cảm thấy tỉnh táo và cuốn hút vào cái trò chơi và bạn chơi nhiều hơn. Hiện nay những quan điểm trên thế giới người ta nói rằng khi mà bạn sử dụng game quá nhiều thì game sẽ làm bạn phụ thuộc về mặt tâm thần. Trên đây chỉ là một ví dụ về những tác hại khi nghiện game online. Quay trở lại với câu chuyện thời gian gần đây, trò chơi Pokemon Go đang làm điên đảo giới trẻ. Các chuyên gia về tâm thần học cũng cho biết, điều này rất đáng để suy nghĩ, bởi Pokemon Go cũng giống như bất kỳ những game online khác. Nó đều có thể khiến người chơi bị nghiện, dẫn đến ảo giác và lâu dần sẽ tưởng mình hóa thân vào nhân vật. Thực ra thì tôi nghĩ đây cũng là một trò chơi, với quan điểm của tôi thì đáng ngại. Tại sao ạ? Tại vì thứ nhất nó vẫn là một trò chơi online, có kết nối với nhau thì người ta sẽ rất là ham. Thứ hai là hiện đang là một trào lưu thì ai cũng muốn tìm hiểu ham, chơi rất nhiều. Đã thế lại không thể ngồi một chỗ mà chơi được. Người ta có thể là người ta sẽ là ngủ rất kém này, người ta dẫn đến là người ta rối loạn giấc ngủ này, rồi người ta thu rút lại, người ta không giao lưu gì nữa, dần dần là sao? Người ta sống trong thế giới ảo là chính. Thì rất nhiều trường hợp các bố mẹ không biết thì hay tưởng con mình bị trầm cảm. Nhưng thực ra thì không phải, mà đấy là do cái việc anh ta phụ thuộc quá nhiều vào thế giới ảo, dẫn đến thế giới thật nó không còn nữa. Thì có thể là tiềm tàng làm cho dễ khởi phát những cái bệnh loạn thần mà có thể là tiềm tàng từ trước. Thì đấy cũng là một cái nguy cơ. Các bác sĩ cũng cho biết, người nghiện game online nói chung và nghiện Pokemon Go nói riêng, vì một lý do gì đó mà không được chơi sẽ dễ rơi vào trạng thái bồn chồn bứt rứt. Vì vậy, để tránh những ảnh hưởng không tốt về sức khỏe, thì việc tự kiểm soát thời gian khi chơi là điều đáng được lưu tâm.